Ngày 9 tháng 2, hình ảnh bản đồ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc của trang windy.com chuyên theo dõi thời tiết và hạt bụi trong không khí, bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Dữ liệu mở của windy.com cho thấy mức độ dioxide lưu huỳnh tăng cao đến mức báo động ở tâm dịch Vũ Hán, nơi nCoV bùng phát kể từ tháng 12 năm 2019. Cụ thể, mức độ dioxide lưu huỳnh trong không khí tăng vọt lên 1.700 microgram trên mét khối, microgram M3 ở Vũ Hán trong bản đồ của windy.com, vượt xa mức nguy hiểm 80 microgram trên mét khối. Từ đó, hàng loạt thuyết âm mưu lẫn tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng đây là dấu hiệu thể hiện Trung Quốc hỏa táng hàng loạt nạn nhân tử vong vì nCoV để che đậy con số người chết thật sự. Trên Twitter, một cư dân mạng thậm chí còn tính toán rằng mức dioxide lưu huỳnh nguy hiểm như vậy tương đương hỏa táng khoảng 14.000 thi thể. Tài khoản Vet Watching trên Twitter chỉ ra rằng dioxide lưu huỳnh tăng cao có thể xuất phát từ việc đốt hàng tấn chất thải y tế. Tuy nhiên, cơ quan y tế bang Georgia, Mỹ, và chuyên gia môi trường Mỹ Jorge Emanuel nhấn mạnh hoạt động hỏa táng và đốt chất thải y tế sản sinh ra nhiều loại hóa chất chứ không chỉ dioxide lưu huỳnh, chẳng hạn như thủy ngân, dioxin, acid chlorhydric, oxit nitơ, carbon monoxide. Theo trang Computer Business Review, sự thật là Vũ Hán có ngành công nghiệp luyện thép rất lớn, nên sẽ có nhiều hóa chất thải ra trong bầu không khí. Nhà phân tích Samir Madani chỉ ra rằng, dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vì dịch bệnh, các nhà máy luyện thép luôn hoạt động suốt ngày đêm, nếu không kim loại trong lò nung sẽ hóa rắn. Các chuyên gia đồng thời cảnh báo mọi người thận trọng trước tình trạng lợi dụng dữ liệu nguồn mở để làm chứng cứ thuyết phục tung tin đồn và giả thuyết sai lệch ngày càng gia tăng. Các nhà thuyết âm mưu cần phải nghiên cứu kỹ bối cảnh, số liệu không thôi vẫn chưa đủ để đưa ra thuyết âm mưu, ông Madani nói. Tranh cãi về hỏa táng nhanh thi thể nạn nhân nCoV. Ngày 2 tháng 2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSC ra chỉ thị các bệnh viện liên hệ trực tiếp với nhà hỏa táng để tiến hành hỏa táng nhanh chóng những bệnh nhân chết vì nCoV, theo tờ China Daily, động thái này là nhằm ngăn chặn nCoV lây lan. Chỉ thị nhấn mạnh việc hỏa táng nhanh chóng có thể được tiến hành ngay cả khi gia đình không đồng ý, đồng thời cấm tổ chức tang lễ. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới, WHO chưa có khuyến nghị cụ thể trong việc xử lý thi thể nạn nhân tử vong vì nCoV, tuy nhiên, các chuyên gia dịch tễ học cảnh báo việc hỏa táng nhanh chóng khiến thân nhân bức xúc và cũng không thể giúp ngăn chặn nCoV lây lan, theo đài Al Jazeera. Trên mạng xã hội Weibo, một nhân viên nhà tang lễ ở Vũ Hán tiết lộ anh phải làm việc gần 24 giờ mỗi ngày dưới áp lực khủng khiếp và các nhà hỏa táng đang trong tình trạng quá tải do số người chết gia tăng mỗi ngày. Tính đến sáng 11 tháng 2, số người chết ở Trung Quốc vì dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới nCoV đã tăng kỷ lục thêm 108 người, nâng tổng số người chết lên 1.016, trong khi có 42.638 người nhiễm virus, theo NSC. Ngoài Trung Quốc đại lục thế giới ghi nhận chỉ có 2 người chết ở Hồng Kông và Philippines, 464 người nhiễm nCoV, theo website Bộ Y tế Việt Nam. Năm về trước là tôm càng lắm. Mấy năm nay đầu hồi bữa hiện đại quá rồi nên tôm nó cũng hiện đại quá đi theo mất hết. Không, không có đi hái được dừa nước nhưng mà cũng đi được du ngoạn trên xuồng ba lá mà đi vòng vòng quá đã. Thank you.
chiếc xuồng trên bến trong trên, anh nghiêng bên ấy thì em lăn cái bên này, chiếc xuồng trước theo sau, anh ở giữa còn em bơi vòng vòng.